Cái gì đây? Có xe mà. Ôi sao lại vào đây? Ôi. Hình như là ai đẩy đẩy xuống đây sao ấy, bây giờ làm nào lấy được xuống nhỉ? Vừa rồi anh còn nhớ là anh để đây mà. Anh để trên này này. Chắc là có người đẩy xuống đây rồi thế. Ôi rồi. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục về nhà của ba con cháu của bác ạ. Có vẻ như là hôm qua mưa khá là lớn cô bác ạ. Và đồng thời đó thì có mưa lớn với lại có gió to nữa, thành ra là cái phần mái hiên của em này cô bác này, của nhà ba con cháu ấy, nó bị ướt ở cái phần trên cái chóp chữ A kia một chút cô bác ạ. Thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng đã làm nhà của ba ông cháu. Cái phần kinh phí nó hết đi bao nhiêu thì cô bác cũng đã biết rồi. Ngôi nhà của ba ông cháu là cái ngôi nhà mà đối với cháu Lực là một cái sự thách thức đối với bản thân để làm sao mà hoàn thiện cho ba ông cháu. Lúc mà làm nhà xong ấy thì là tiền không có còn dư ra bao nhiêu cả, cho nên là cháu Lực không có làm ở trên này là một cái mái hiên nữa. Nếu mà như bây giờ có sự chung tay của các bác giúp đỡ cháu Lực để mà hoàn thiện cho em sửa một cái mái hiên này thì rất là tốt rồi. Vừa rồi thì cháu Lực có đi vào nhà của bác, có ra đến đây rồi nhưng mà không thấy ai ở nhà cả. Bây giờ cháu Lực thử đi xuống dưới nhà cú xem là em Sử và em Hải là có ở đấy không. Ở đây thì không biết là em Sử có mua thêm một con lợn con không bác. Thấy là phía bên ngoài có một con lợn con này. Ở trong thì có hai con lợn là khá là to của bác nhá. Không biết là hôm qua ở dưới xuôi thì các bác như thế nào, nhưng mà trên chỗ cái khu của cháu Lực của bác mưa rất là lớn và rất là to. Nên thử mưa lớn như này thì lên xem là nhà các em thì có bị dột hay là như thế nào không. Thì cháu Lực còn biết là đi gọi thợ về để mà sửa ấy. Và cái lúc mà cháu Lực làm ấy thì hợp đồng của bác thì trong một năm ấy, nếu mà làm như ngôi nhà này nó bị dột hay là bị nứt tường ấy thì người ta sẽ lên và làm lại cho cháu Lực, thì cái khoản này thì cháu Lực sẽ không phải trách nhiệm, đấy là do bên thợ người ta làm. Mình cũng ngó qua là một vòng ở xung quanh nhà rồi, thế nhưng mà không có dấu hiệu nào bị nứt tường cả cô bác ạ. Làm nhà thì cũng đối với cháu Lực thì là cũng có phải có bảo hành ít nhất là một năm cho cháu Lực cô bác ạ. Hiện tại thì ông của em Sử đấy cô bác ạ. Và qua cái video này thì cháu Lực xin được phép là nói qua một chút cô bác nhé. Trước kia thì đáng lẽ ra là nếu mà bố của em Sử với em Hải còn sống nữa cô bác, không có chết đấy ấy, là khác ở riêng đấy, không phải ở trong cái ngôi nhà này cả đấy. Thì sau khi mà bố của các em ấy mất đi ấy thì được ông với lại bà là nuôi nấng các em lớn lên đấy, nhưng mà đáng lẽ ra nuôi như thế này thì là đến lúc các em lớn hay như thế nào đó thì vẫn phải ở với các em ấy. Nhưng mà cháu Lực cũng đã nói với lại ông rồi, thì ông bảo là bây giờ tài sản bố của các em có như nào thì ông sẽ giả lại cho các em, là cho các em tự lập, là ông sẽ quay trở lại là ở với người chú của bác ạ. Biết rằng là ông với bà là người nuôi nấng các em lớn lên, không có ông bà thì sẽ không có các em như ngày hôm nay cả. Nhưng người lớn mà quyết định mà cô bác, thì như các em Sử với Hải thì không có biết cái cách nào để mà lôi kéo hay là giật sự là cho ông vào ở cùng nữa. Ở bên trong đó thì sẽ có thêm là nhiều cái câu chuyện, nó lên nhiều câu chuyện nữa cô bác. Thì cháu Lực cũng không có đi vào và tham gia sâu cả. Cháu Lực chỉ khuyên các em là nếu như ông không ở cùng đấy thì các em vẫn phải là biết công ơn lớn nhất là ông nuôi các em, chứ không phải là các em tự lớn lên cả.
Còn về cái đàn gà này cô bác này, đàn gà con này này thì là được bạn Phạm là mua gửi cho em Sử và em Hải cô bác này đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì ở phía nhà trên cô bác nó còn chưa quen máy ấy, thành ra là nó cứ chạy đi xuống đấy nhà cũ. Đấy, độ tầm là hơn 10 con một chút cô bác ạ. Cái ngôi nhà biết bao nhiêu cái kỷ niệm đối với lại hai anh em. Bây giờ thì hầu như là hai anh em là tự ra ở riêng, không có ở với lại ông nữa. Cháu được nhìn thấy là cửa thì cũng khóa đấy các bác, thì không thấy ở nhà cả, chỉ di chuyển ra đây xem là có cháu không. Nếu mà như có cháu ở thì không biết là đi đâu nữa, còn là nếu không có cháu ấy, có mỗi một con bé bé ở thôi, không biết là con lớn là ông con lớn là con của em Sử với em Hải, không biết là đem đi đâu chăn rồi. Còn là về cái phần ruộng của nhà các em đi cô bác, trước kia thì cháu Lực cũng đã được là cái phần khoản hỗ trợ của bà An Phạm đấy, là gửi gửi để cho em Sử là thuê người đấy. Tuy nhiên thì là trước khi mà sự việc đó xảy ra ấy, thì cháu Lực cũng đã đưa tiền là thuê người ta hết rồi, người ta lên cày cho ba ông cháu rồi. Năm nay thì không biết là em Sử với em Hải thì liệu có đủ ăn không, khi mà đất thì ông chia cho một nửa thôi. Có lẽ là đi xuống cái này thì cũng không có bắt gặp là ông hay là em Sử em Hải cả, cho Lực sẽ lại di chuyển lên trên nhà mới của các bác. Đây thì hiện tại là độ tầm là 12 giờ các bác nhé, nhưng mà sương mù rất là nhiều. Cái nhà các em thì nước nuôi mọi cái này các bác này có rất là nhiều, rất là phong phú. Chỗ này thì có một cái nguồn nước khá là lớn đấy các bác. Nhưng mà nếu mà bây giờ xây ra một cái bể nhỏ ở đây thì phải dùng đến cái máy bơm thì mới hút được nước lên trên nhà mới. Sương mù nhiều quá nên là cũng không nhìn thấy ngôi nhà của các em ở đâu nữa. Có lẽ là Sử về rồi cô bác ạ. Sử ơi, về rồi à? Ôi, đào gì đây? Hả? Không biết là thanh niên bên này là làm cái gì đây? Em Sử thì cũng về rồi. Cháu được xé vòng đi qua đường này để xem là thanh niên này làm gì đây, làm gì đây, cái củi á, vâng. Không vác được cả cây đi về à? Không được, cô yếu đây. Cây này ngứa lắm đấy nhờ. Vâng. Này về làm củi hay là về làm cái gì? Làm củi. Làm củi thôi à? Cái khúc này mang đi bán này được tầm bao tiền? Thì chắc không có đâu. Nhưng mà nếu mà bổ ra thì được một bó củi không? Đấy anh đã sửa ơi, đâu nhỉ? Chào nhá. Đâu ơi? Đâu ơi? Ôi, vừa Sử bảo chuẩn bị đi đâu? Cây ruộng ạ. Cây ruộng à? Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đi cây ruộng ở tận đâu? Tận trên kia à? Thế anh đi cùng với Sử luôn. Thế máy cày vẫn để ở kia à? Đi xe máy à? Đi bộ đi. À đi xe máy à? Đường này đi được hai người không? Thế thì sửa đi đi, đi trước đi.
Đường thì có vẻ như là vừa mới mưa xong các bác, rất là trơn. Nếu như con đường này mà được đổ thêm một là tầm vài tấn xi vào đây thì đẹp rồi. Đi đâu ấy, lấy gì ấy, lấy gì ấy, đi chỗ nào không đi được anh đẩy ấy. Phía trên đường lớn này thì là bây giờ hiện tại là chính quyền người ta đang đổ, đang làm con đường lớn để chạy qua nhà của em Sử thôi. Phía dưới này đi là đường đi xuống nhà của em Sử các bác. Thành ra là hôm nay đường khá là khó các bác. Thành ra là cháu Đức không lấy xe máy vào đến tận đây được. Em Sử thì hiện tại là đang đi sau một chút, đi cháu Đức cùng em Sử là đi sang bên kia để xem là em ấy máy móc như thế nào và em ấy cày ở đâu. Con đường rộng rãi như thế này thì nếu mà trời nắng đi thì phải nói là rất là tuyệt vời cho bà con. Có thể là con đường này là tầm độ sau khi mà người ta đào xong đấy thì sẽ mở rộng và sẽ mở đổ bê tông các bác, thì đi nó sẽ dễ dàng hơn. Đường thì bây giờ đường lớn là cũng qua những nhà của em Sử rồi các bác nhá. Đây cũng không phải là không có đường lớn đi vào nữa. Đấy, bây giờ thì đến chỗ ruộng của nhà các em thì cho được xé cái hình sâu của bác ạ. Em Sử thì cũng đá sẽ để trên này à? Đường xấu quá không lấy xuống được à? Thôi đi. Xe của anh thì để ở bên kia một đoạn nữa thôi. Đường này trơn quá nhỉ. Thế là xe là vừa rồi để trên nhà trên kia à? Ôi, xe của anh để đây mà. Đi đâu rồi? Sử nhấc 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 lên xem nào. Nhấc nhấc được không? Mình nhấc được không? Ôi, từ từ nhá, thế đi. Rồi không biết là, nhưng mà nào nó đổ thì nó không phải đổ như này chứ. Bây giờ lấy nhấc lên hay như nào? Nào rồi. Nhấc được. Có cần gọi thêm người không? Hả? Như kiểu đổ xăng xuống hay sao ấy, mùi hết rồi. Ui, đổ mùi hết xăng không? Nào. Từ. Anh em cũng nhấc cái đầu lên. Ôi đằng chỗ này nó bị gập rồi này. Nào. Ây da. Vừa rồi anh em để tận đây này. Chỉ để lên trong nhá. Vừa rồi đi vào nhà của em Sử ấy các bác, trơn quá. Cho Đức là để xe ở tận trên này mà. Không biết là ai, hình như là có người đẩy xe xuống đây sao. Ui. Ôi chỗ này thì bị như bị vỡ rồi. Để tự anh xem nào. Ui, chỗ này là bị vỡ một chút rồi này. Xước. Ở đây chắc là vừa rồi tỉ phải cái cây kia sao ấy. Nhưng tỉ phải cái đá này sao. Ôi dồi ôi. Đây này, chắc là tỉ phải cái này bị vỡ rồi cô bác ạ. Này Sử quay xe đi. Sử like luôn nhá.
À, chìa khóa vừa rồi anh còn cầm đi mà. Ở đây thì nếu mà để mà vướng xe thì chắc là không không vướng mấy đâu. Ôi, đi đâu ấy? Chơi à? Chơi đâu ấy? Bị đổ hết xăng ra ngoài sao rồi? Từ từ nha, chỗ này trơn quá chắc là xử đi không xuống một mình nha. Chỗ này trơn quá. Xử đi. Đi đâu đấy, củi đấy, peo. Đi phát đạo rồi. À. Chỗ này trơn quá nhở. Vừa rồi thì bảo là trơn quá thì cho lực không đi ra kia thì sợ trơn đâu các bác. Là để xe ở trên này. Vậy không may là không biết là bị thanh niên nào hình như là người ta kiểu ghét bỏ sao ấy. Đẩy xe cho lực đi xe. Muốn đi xuống hụp luôn. Lần sau lên thì chắc là phải để ý một chút cô bác ạ. Hạnh đây là ôi ôi kìa kìa. Chỗ này là người ta hiến ruộng cho làm luôn à? Đây, bây giờ thì ngoài đằng sau của em xử thì khá là vững chắc không bác ạ? Nhìn xử đi xe như kiểu là không cảm xúc ấy nhỉ? Rất là mong các bác thông cảm các bác nhé, là mấy anh em đi gần một đoạn thôi cho nên là cũng không có đội mũ bảo hiểm gì cả. Thế này hôm qua mưa to không à Sử? Mưa to à? Bây giờ đang sương mù nhiều quá nhỉ đấy. Bây giờ sắp đến ruộng ở nhà em Sử rồi nhỉ? Một đoạn ở dưới này thôi cô bác ạ. À, ở đây này là em Min à? Từ từ nhá, xử xử để xuống đây nhá. Anh thử đi xuống ấy, xem mìn nữa nè. À kia là Khánh đúng không? À thế xử xử cứ đi đi, đi xe xuống bên kia đi. Xe thì mỗi lần lên trên bản là bẩn hết rồi cô bác ạ. Cháu được nhìn thấy từ xa thì gặp là bé Khánh cùng bà là không biết là đi đâu về đây. Khánh đâu về ấy, Khánh? Hả? À, Khánh cùng mai đâu về đấy? Đâu mai tầm á? Đâu mai đấy? Hả? Ao xử này. Mau, mau, mau gắng. Ao xử này. Ồ, phải thức gắng này. Thức bìm hơi Khánh nào. À, Khánh. Khánh thì bây giờ là nhìn thấy cháu lực cái là cười luôn này cô bác này. Đây, hoàn cảnh của bé Khánh này thì hiện tại là ở với lại ông bà nội, với lại ông bà nội thôi cô bác ạ. Mẹ thì bỏ đi rồi, bố thì là bị ung thư mà chết. Hê, hê, hê. Mũi hơi, ôi, thì khá hơi rồi bà. Ôi đây này, bà rửa chân cho Khánh nhá. Thì khá hơi rồi, tắm áo. Nè, chào thế là biết chào không? Hay là chỉ biết cười thôi? Hả? Đấy, bà thì thấy bà chân cháu bẩn quá rồi. Đấy, nói thật ra thì ông với bà của bác ạ, cũng chỉ là đi bán củi. Đi lấy dâu đi bán xong là mua sữa, mua tá cho Khánh thôi. Ê. Ê, rất là tội cô bác ạ. Một đứa trẻ ngây ngô này, cười này. Gặp cháu lực là cười. Bye bye. Bye bye. Bye. Chưa bye bye đâu. Đây chỉ đấn là nọ, ba nọ. Hà đứng rồi. Đây hà đấn là nọ. Đấy bây giờ hiện tại là được 5 tháng rồi cô bác ạ. Bán mía tập ấy đây chỉ đấn nọ. Đây thảm, đây đi là thảm đấn nọ. Bé Khánh được 3 tháng là mẹ là bỏ đi rồi. Bye bye nhá. Bye bye nhá. Bye bye nhá.
Bé thứ đấy cả nghe bà nè, tạm á. À chả là sao? Ồ, thứ bắp bao á, ham 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 nếu còn này. Thứ hơi bìm hơi khánh bố. Món gì? Thứ bìm hơi khánh á. Có. Thứ là một chút kẹo. Đây, à, hơi ép tù tù. Đây, đây khánh cho bà một con, khánh một con. Đấy. Này chỉ là lấy mút thôi chứ chưa ăn được đâu nhà. Bà là vừa đưa bé Khánh đi mua bỉm về cô bác ạ. Ở phần ở bên kia thì hiện tại là cháu Lực nhìn thấy là Sử là đang nổ máy cày ở dưới đâu cô bác ạ. Chắc là em ấy đang cày ở dưới thôi. Nhìn thấy là cũng nhìn thấy là em mìn đâu cô bác ạ. Cây ruộng à Min ơi? Cây ruộng à? À. Để hôm nào thì cháu Đức sẽ đi vào và chia sẻ cái hoàn cảnh của em mình sau cô bác ạ. Em mình thì cũng là hôm nọ cháu Đức đi với em Sử là đi mua lợn ấy thì là tình cờ đi vào nhà của em. Dùng vào trâu để cày luôn này à? Rồi. Bố của mình thì là cũng vừa mới mất đấy cô bác. Bây giờ thì mọi cái công việc là gánh nặng là cũng đều là để trên đôi vai của em thôi. Ra đây cày lâu chưa Mín? Chưa à? À. Vừa ra được từ một thửa này hay là như nào? Bây giờ là chuẩn bị là trồng lúa rồi à? Chưa anh. Thế cái này là mình cày để làm gì? À, là mình cày để đấy đúng không? Ừ. Cháu thì có vẻ đang vệ sinh rồi. Mình gửi một lời chào tới các ông bà được không? Được anh ạ. Con chào các bà đấy. Thấy đâu? Wow. Con chào các ông các bà. Hôm nay một mình, ôi tay mình thì bị làm sao đây? Đứt anh ạ. Bị đứt à? Nhưng mà tay này thì làm sao bị đứt? Tay này... Cái xem nào? Chặt cỏ. Chặt cỏ, à thái cỏ cái đúng không? Vâng. Thế bị lâu chưa? Lâu anh. Bị lâu rồi à? Từ năm được mấy tuổi? Năm được 14 tuổi. 14 tuổi là bị rồi à? Thế là mình làm đi nhá. Anh cũng muốn là đi vào nhà mình lắm rồi nhưng mà để chắc là để mai nhá. Mai anh đi vào nhà mình thăm mình một tí. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống xem em Sử là cày như thế nào cô bác. Em Sử thì hiện tại là đang cày ở phần dưới kia. Cháu Lực nghe thấy là đang có tiếng máy nổ rồi, máy cày rồi. Trước kia thì là nếu mà như được chú mà đổi đất thì các bác thì là sẽ làm nhà ở tại cái chỗ mà cháu Lực đang chỉ với các bác này. Đấy, ruộng của nhà em Sử thì ở quyền phía bên kia thì cũng có một chút. Đấy, mọi năm thì là chú của Sử đã làm ấy, nhưng mà năm nay thì ruộng của Sử ấy cũng không còn bao nhiêu nữa khi mà ông chia cho đấy. Thì là cũng tự làm rồi. Ở chỗ này là nhà em đã được 3 thửa các bác ạ. Cháu Lực nhìn thấy là hai thửa đã cày xong rồi, còn một thửa là chỗ em Sử là đang cày nữa. Tiếng máy cày thì có vẻ như sẽ rất là ồn đấy cô bác nhé. Máy cày này thì là được bà An Phạm là mua cho em. Sử của bác ạ, bà An Phạm không chỉ mua cho em Sử là một cái máy cày đâu mà còn mua máy thái cỏ này, máy tuốt lúa này, máy té ngô này, cũng gọi như là đầy đủ. Thửa này thì có vẻ như là em ấy cũng vừa mới xuống để mà cày thôi. Thấy là cũng một thời gian thôi mà thấy em Sử đã điều khiển mấy cây là thuần thuộc hơn rồi cô bác ạ. Bây giờ thì sẽ không phải là dùng trâu để mà cày nữa.
Năm nay em sửa thì cũng được là 18 tuổi rồi các bác ạ. Tôi thấy là cày rất là tươi được các bác ơi. Như vừa rồi các bác thấy em mìn ở phía bên kia cày là cày xong là còn phải dùng một thêm một cái lượt bừa nữa. Đấy, còn có mấy cày thì không cần phải dùng bừa nữa, cày cái là được rồi. Nhìn cái chỗ mà cái máy cày mà cày ấy của bác này, nhìn đất rất là tươi. Đấy, đi chỗ này là đi có hai vòng nữa các bác ạ, có hai vòng thôi mà đã được một nửa cái thửa ruộng rồi. Buổi sáng sớm hôm nay thì em xử là một mình là ra cày thửa bên trên này các bác này. Hay vừa rồi thì chiều cháu lực lên đấy các bác, thì cháu lực cũng có thấy em xử bảo rằng lại tiếp tục ra cày ruộng ấy, cháu lực cũng ra theo em xử cày ruộng luôn, xem là máy móc của em thì sau khi mà sử dụng một cái thời gian lâu như thế thì có bị làm sao không, thì còn biết mà để mà đem đi đi đổi để hay để đem đi cho người ta sửa. Đây vừa rồi là em sửa là chắc là nghĩ là không một tí cày xong nữa các bác, là không có lấy được xe máy để mà về thì em mới để xe máy ở kia luôn. Cái thửa ruộng bên này thì chắc là em xử chỉ cày độ tầm là 30 phút là xong rồi cô bác ạ. Cày đất rất là tươi và rất là xốp của bác ạ.
Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Có mấy cây vào thì cày rất là nhanh cô bác này. Cày độ tầm được 20 phút thôi thì đã gần xong cái thửa ruộng của nhà em Sử rồi. Bây giờ thì còn thêm một chút nữa thôi cô bác ạ. Có mệt không? Có mệt không? Không mệt đâu à? Nếu mà dùng trâu thì mình cũng phải là nói liên tục cô bác ạ. Tại vì là trâu nó là... mình là điều khiển nó là bằng giọng nói. Có lẽ là bây giờ sẽ để em Sử là cày nốt thôi cô bác ạ. Cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được là ghi hình tới đây thôi cô bác. Đây, vừa rồi thì ở đây thì cũng khá là lâu rồi. Và thấy em ấy cũng nói rằng là cày từ hôm qua đến giờ là máy cày không có bị làm sao cả cô bác ạ. Đấy, rất là đi rất là tốt. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được là hẹn gặp lại quý ông bà con chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Còn em Sử thì chắc là bây giờ là chỉ vẫy tay thôi. Sử ơi, vẫy tay gậy. Vẫy tay đi. Từ từ nha, từ từ nha, vẫy tay đi, từ từ nha.